Nhưng mà một năm sau gặp con này ngoài đời rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao, rụng đời không? Con gặp con đứng thì xa. Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, đúng kiểu vậy á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo, cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má. Mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận và các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. À, con tên là Thủy Tiên, 28 tuổi, nhưng mà cô coi con 18 cũng được. Hãy xem con như 18 tuổi thôi đúng không? Dạ. Con nói 28 mà con cũng ngại nữa. Sao vậy? Con không tin con 28 rồi. Trời, tin điều đó à? Chú không tin chú 39 tuổi luôn đó. Dạ. Tin luôn. Hiện con đang làm trong ngành phun xăm thẩm mỹ, về đào tạo và dịch vụ. Rồi, mời. Con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thuận. Con tên Nguyễn Đình Cường. Con năm nay 29 tuổi. Con là làm kinh doanh bán dụng cụ phun xăm với chú. Ông em biết tại sao họ quen nhau luôn rồi. Ông bán cái dụng cụ phun xăm. Em biết. Một cô gái đến mua dụng cụ phun xăm. Đúng. Không. Không, để cho ta đoán, để cho ta đoán đi. Rồi hãy nói. Như vậy đúng rồi. Không đúng rồi, không đúng rồi. Không đúng rồi. Thôi vậy nó tự nói đi. Thôi các con nói đi. Cái cơ duyên nào mà các con gặp gỡ nhau? Tụi con quen nhau là chồng con tán con trên Facebook. Còn sau này khi mà quen nhau và gần cưới rồi thì mới bắt đầu kết hợp để làm trong công việc thôi. À. Chứ còn trước đó là tụi con làm hai ngành nghề khác nhau. À, trước đó là con làm nghề gì? Trước đó thì con cũng làm phun xăm, còn chồng con thì làm bên kỹ sư điện đó chú. Ừ. Xong rồi sau đó thì cái lúc mà quen nhau thì con có nói là nếu như mà về mà nuôi heo cho mẹ con á thì con mới quen, con mới cưới. Thế là ông cũng nghĩ việc ông về ông nuôi heo cho nhà con thiệt. Ông coi nhà con ở đâu? Dạ, nhà con dưới Đồng Nai. Là nuôi heo 2 năm, xong rồi công việc của con nó có chiều hướng đi lên á, thì chồng con mới ngưng để hỗ trợ cho con. Lúc đó là con bao nhiêu tuổi? Lúc đó là nhiêu ta? 24 tuổi. Nhưng mà cái lần đầu tiên mà biết nhau trên Facebook á là con bao nhiêu tuổi? Nó con nhỏ lắm, như con mới 16, 17 tuổi. Lớp 12. Lớp hè nó mới 11. Ồ, là cách đây 12 năm á hả? Dạ đúng rồi. Là lúc đó học lớp 12 hả con? Dạ. 12 lúc đó là cỡ 17 tuổi hả? Dạ 17. Là ông này 18. Dạ. À, là lúc đó tụi con quen nhau qua Facebook. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gặp mặt nhau ngoài đời? Vậy một năm ạ. Trời, vậy đó hả? Một năm gặp nhau ở ngoài đời đó, người thiệt, làn da thiệt đó. Thì lúc đó thì con thấy anh này với avatar thì như thế nào? Con thấy mập. Nói chung là hồi đó con không có ấn tượng gì nhiều á, tại vì con cũng không có xác định là quen để cưới. Mới mà. Xong rồi gặp nhau cũng chỉ để biết mặt thôi. Vì tò mò muốn biết mặt thôi. Dạ đúng rồi. Con nghĩ là ông tò mò, ông muốn biết mặt con nhiều hơn là con muốn biết mặt ông á. Rồi bây giờ Cường thì sao nè? Cường đó. Thì sao? Đợt đó là con cứ hay lướt Facebook á. Hồi còn trẻ mà trẻ trâu, hay cứ lướt Facebook thấy gái đẹp. Thấy gái đẹp là vô tiên tiên liền đúng không? Dạ. Nhưng mà một năm sau gặp con này ngoài đời. Đúng rồi, đó. Con gặp bạn ngoài đời thì con sao? Rụng đời không? Con đâu, con gặp con đứng thì xa. Con gặp con đứng thì xa. Tại con với bạn con, bạn thân con kiểu... Nếu mà xấu quá bỏ chạy. Đúng rồi, chú kiểu vậy á. Đứng thì ra cái vợ con đang uống nước trong quán, kêu ra đứng cái ngõ cái đi mất tiêu. Là con với bạn con đi mất tiêu? Dạ đúng rồi, kiểu thấy ngoại hình được mới tiếp tục tìm hiểu. Gọi ra một cái, chỉ cần nhìn qua một cái rồi nó đi luôn. Vậy là không ưng đúng không? Ừ. Nhưng mà về nhà với nhắn tin ạ. Rồi mới về mới sao lên. Sao không tới nói chuyện luôn? Lúc dạ. Đó là chưa chuẩn bị. Mắc cỡ. Về mới lên kế hoạch. Chiến lược, rồi chiến sao thuật. Nè đó. Về nhà rồi sao? Nhắn tin tìm hiểu được. Nhắn tới tấp luôn đúng không? Nhưng mà lúc đó kiểu quen chơi thôi á chú. Còn con á, khi mà tự nhiên hẹn người ta ra, người ta đứng uống nước xong rồi tự nhiên bỏ đi về, có quê không? Dạ không. Ủa sao vậy? Tại vì con kiểu lúc đó con chưa có coi người đó là gì hết á. Kiểu như người ta muốn gặp để biết mặt nhau thì mình ra cho nhìn mặt cái thì thôi. Tại con cũng đang đi với bạn của con. Thì con kêu vậy thôi, đi vô với bạn nha. Cái ông đi. Nhưng mà về sau đó thì quen cũng không phải là vì yêu đâu chú. Kiểu lúc đó con nhận nuôi mèo á. Con cứ hay nhập mèo về nuôi á. Rồi tụi nó ốm thì con rất là cần người để chở con đi chích ngừa rồi chích thuốc đồ này kia. Sao con mê mèo dữ vậy? Những cái con mèo, ví dụ người của mình có khả năng mình lao động, mình kiếm sống, mình lo cho mình. Chứ nó không có cái khả năng để nó lo cho nó. Rồi con thương, con cứ nuôi vậy đó. Con chỉ mang mèo cơ nhỡ về thôi. Lụm không? Mèo lụm không? Mèo. Hiểu rồi. Con không có mang mua mèo đẹp. Hiểu rồi. Lợi dụng hắn. Dạ. Tụi con không xác định lâu dài với nhau là trong bao nhiêu lâu? Dạ 4 năm. 4 năm chỉ có bâng quơ chở mèo, ủa chở mèo đi khám bệnh thôi đúng không? Là giữ mối quan hệ là 4 năm. Dạ đúng rồi. Cái năm nào á là ảnh về nuôi heo cho gia đình con là sau là đó là năm thứ tư đó con. Sang năm thứ năm á. Sang năm thứ năm là đi về nuôi heo. Dạ.
mà lúc đó con thấy chơi thôi. Tại vì ông này có một thời gian là ông đi về Bắc, ông đang tán con, nhưng mà ông tự nhiên có một thời gian cắt đứt liên lạc luôn. Thì nói ra là lúc đó là ông tán không phải một mình con, ông tán rất nhiều người khác, ông tán rất nhiều người khác. Đó, thì có một trong số đó là nói là có bầu gì á. Cái ông sợ, cái ông đi về quê, ông trốn chú. Dạ, lúc đó là cũng trai trẻ trâu mẹ sợ mà. Cái ông cắt đứt liên lạc với con luôn. Đến khi lòi ra là anh bé đó không có bầu. Cái mới đi vô lại. Thì lúc đó con mới quay trở lại. Con mới nghĩ trong đầu là con không bao giờ mà quen người như vậy hết á, kiểu không thấy người ta có trách nhiệm á. Nên là về sau ông tán dai quá thì con mới kêu là không mấy khi nào về nuôi heo cho mẹ em đi thì em mới quen. Ai dễ mua thiệt. Dạ. Nhưng mà con nuôi heo mà có được trả tiền lương không? Trời ơi sao mà em chị hay quá vậy. Cô đang tính hỏi đó. Con có được trả lương không? Dạ có. Mà lương cao không? Hồi đó chắc cũng cao. Cao mới làm đó. Vậy là một công đôi chuyện ha. Vừa được trả lương mà lại vừa coi như là cướp được con gái của nhà cô chủ luôn. Ủa nhưng mà là con là ở trong cái nhà nuôi heo đúng không? Đúng không? À rồi. Vậy là thường xuyên gặp nhau. Dạ. Rồi có phát sinh tình cảm luôn chưa? Thì đó, khi mà về nuôi heo cho mẹ con thì con mới phát sinh tình cảm. Kiểu con thấy heo nè. Dạ đúng rồi. Ảnh cho heo ăn nè, rồi thấy ảnh coi như là bồng heo này nọ rồi. Là làm hết tất cả các công việc luôn á. Và mẹ con cũng rất là ưng nữa. Lúc đó tụi con chính thức yêu nhau. Dạ đúng và rồi. Và yêu mấy năm thì làm đám cưới. 2 năm. Trong khoảng thời gian mà anh ấy nuôi heo mà tụi con phát sinh tình cảm á, mẹ có biết cái điều đó không? Dạ biết chứ, tại vì trước khi mà anh về nuôi heo cho nhà con là con nói mẹ rồi. Lúc đó mẹ con nói con đăng lên Facebook tìm người làm thử thì con mới kêu thôi đừng kiếm nữa. Bạn con tới làm, cái mẹ con mới hỏi là bạn gì. Cái con kêu là người yêu con. Là lần đầu là ông tới là mẹ con ưng luôn rồi. Trong quá trình mà 4 năm mà chở đi chữa mèo á thì tụi con có cái kỷ niệm nào dễ thương đáng nhớ không? 4 năm đó thì chắc không đâu. Trong 2 năm mà nuôi heo thì có kỷ niệm nào mà đáng nhớ không? Rất nhiều luôn á cô. Ví dụ một cái kỷ niệm nào đáng yêu nhất? 2 năm đó thì là cái khoảng thời gian mà con đi học nghề. Là chỉ có mình ảnh ở nhà làm cho mẹ thôi và nuôi 10 mấy con mèo cho con nữa. Là chăm lo hết cho tụi nó luôn. Vừa nuôi mèo vừa nuôi heo luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà nuôi mèo cho con có được trả lương không? Dạ không. Ông bị xoang nữa cho nên là cái việc nuôi mèo đó nó cũng ảnh hưởng sức khỏe nhiều quá chú. Sau 2 năm đó là đi mổ xoang luôn á. Trời ơi, tức là sau khi 2 năm thì cái nghề xăm của con phát triển. Lúc này con có tiệm chưa hay là sao? Dạ chưa, lúc đó con vẫn còn đang đi làm dạo. Ủa? Đi làm dạo mà biết là phát triển. Đi xăm dạo á? Bé này đáng yêu quá. Không đáng yêu nó làm. Nó đi xăm dạo mà nó phán đoán được là cái ngành của nó phát triển hơn là nuôi heo cho má. Thật ra là nghe đi làm dạo nó hơi ấy nhưng mà lúc đó con đi làm dạo giá 8 triệu rồi. Đó thì bắt đầu ở em cái từ xăm dạo thì mình nghe cái từ nó vui thôi chứ làm dạo nó kiếm tiền mà kiếm tiền đàng hoàng mà đó là quê con ở dưới Đồng Nai thì con lên đây là con chưa có cơ sở nên là con đi làm tận nhà của người ta á. Có khi nào mà vừa chở mèo mà vừa chở bạn gái đi xăm dạo không? Dạ có. Đó. Chở mèo đi chữa bệnh xong rồi cái đi xăm dạo cái để quên con mèo ở lại tiệm luôn. Dễ thương á. Vậy là mình không nói đi xăm dạo mà mình nói là xăm tại gia. Có nghĩa là nghe nó sang hơn. Nghe nó sang hơn. Dạ. Nhận xăm tại gia khắp vùng miền đất nước. Đúng luôn, con đi tới miền Tây luôn. Con đi tới Long Xuyên, An Giang luôn á. Hai vợ chồng đi xe máy. Con đi xuống tới đó. Ý còn cái khoảng thời gian đó thì ai chăm mèo cho con? Tụi con cứ đi đi về về mà chủ đâu có ở cố định đâu. Cứ ở đâu có khách là tụi con đi thôi. Ủa có khi nào mà xăm ra tới miền Trung với miền Bắc không? Dạ có. Có đang ra Hà Nội luôn. Tới bây giờ các con vẫn xăm tại gia nếu như có khách yêu cầu đúng không? Dạ không, tại vì bây giờ con có bé rồi á. Với lại có tiệm đi. Rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Là ai thích thì đến tiệm thôi. Không, con vẫn thích đi làm dạo nha. Làm dạo vui rồi đúng không? Dạ đúng rồi, rất là vui luôn á. Có khi nào mà con đi xăm ở xa quá cái tiền xăng nó lấn qua luôn tiền? Dạ có chứ, thời gian đầu là nó luôn như vậy luôn á chú. Thời gian đầu khi con mới ra nghề là con đi làm có 500 ngàn một cái môi thôi. Là tiền xăng rồi tiền ăn uống là nó trừ hết luôn á. Dạ đúng rồi. Do đam mê. Dạ. Cái thứ hai nữa là cái tay nghề, nâng cao tay nghề đúng không? Dạ hồi đó con chỉ muốn được làm thôi. Khi con ra tiệm rồi thì phải nói rằng là cảm ơn những cái thời gian mà chúng ta đi xăm dạo. Dạ đúng luôn, cho nên là tất cả những khách hàng của con thời điểm mà con làm trước đó cho đến bây giờ chỉ cần người ta nói với con là đổi màu thì con vẫn làm. Dù giá mua của con bây giờ lên 25 triệu thì con vẫn không lấy tiền. Vậy hả? Dạ tại vì không có họ thì không có con bây giờ. À có nghĩa là con vẫn bảo hành cái môi đó cho tới bây giờ luôn. Dạ không hẳn gọi là bảo hành nữa. Một phần nữa là con thích giữ gìn cái tác phẩm của con và cái chị đó cũng thích con nữa. Có khi nào mà xăm nhiều xô, xăm chạy xô mà mất thời gian mà mất ngủ luôn không? Dạ có, lúc nào cũng vậy. Ví dụ như mất ngủ thì mình sẽ không có tập trung được rồi xăm rồi nhiều khi nó xăm lệch lạc, có bao giờ bị xăm hư không? Dạ có chứ, hồi lúc mới ra nghề hư không chú? Bị xăm màu hoài đó. Rồi, cho nên là chỉ cần cái người đó nói là môi chị bị xăm màu là tới làm lại, không lấy tiền đâu. Nên là con mới biết ơn những người đó, tại vì thời gian đó con làm không có đẹp.
Có những người con phải làm, con vừa làm con vừa sửa tới 4 lần cơ. Nhưng mà người ta vẫn cho con cơ hội để con được làm. Xem đau không? Dạ đau chứ, hồi đầu mới học ra cái kỹ thuật của mình nó chưa tốt á, là người ta rất là đau luôn á. Mà phải sửa 3-4 lần luôn. Con có thử được chồng biết hả? Rồi. Bắt sửa. Chồng làm vật thí nghiệm hả hay dạ. Sao? Dạ. Cái chân xăm mày môi ổng. Luôn hay là xăm chân mày? Xăm môi ạ. À. Cái chân mày ổng lợt quá, bữa nào đẹp ra xăm chân mày ổng đi. Sợ. Như vậy là tụi con bắt đầu yêu nhau từ cái lúc mà bạn này về nuôi heo. Nuôi heo. Rồi đi chở đi xăm dạo. Dạ. Sau đó là mấy năm thì làm đám cưới. Đi xăm dạo chắc khoảng 1 năm nhưng mà lúc đó con cũng chưa tính chuyện cưới đâu. Con nói thẳng là con chỉ muốn quen thôi, con không muốn cưới tại vì xung quanh con những cái cuộc hôn nhân của bạn bè của người thân thì nó không có được hạnh phúc. Vì con sợ là cưới xong thì cái tình cảm nó sẽ khác đi á. Vậy thì cái lần đầu tiên mà tỏ tình á là tỏ tình trên cái đường đi chở bạn gái đi xăm dạo hay là cầu hôn ở nhà? Trên đường á chú. Trên đường luôn. Trên đường chở bạn gái đi xăm dạo. Dạ. Nó mưa tầm tã. Cầu hôn luôn. Dạ con nói đại thôi, mình cưới. Nói sao? Mà là đang đi trên đường hay sao? Mình cưới nhau thôi. Ông chị kêu chứ cưới không có lãng mạn không có. Dạ không, không có gì hết, ông này không có lãng mạn gì đâu. Anh không biết lãng mạn. Rồi đồng ý luôn hả? Dạ đúng rồi, đồng ý vội chứ. Con quyết định cưới là khi mà về nhà của ảnh á, xong rồi thấy ba đang ngồi cắm hoa cho má, mà má mất từ hồi mà chồng con 3 tuổi rồi. Vậy hả? Ba thương quá vậy. Dạ. Bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Ba con giờ 62 ạ. Mà bây giờ ông đang ở đâu? Đang dưới Đồng Nai. Ông ở dưới Đồng Nai ở với tụi con luôn hả? Dạ không, ba ở với anh lớn. Con nhìn thấy hình ảnh đó thì con nghĩ rằng là chắc chắn Cường sẽ giống ba. Dạ, từ ba nè, anh nè, chị là họ hàng xung quanh. Nói chung khi mà con tìm chồng á thì con không chỉ tìm chồng cho con mà tìm con trai cho ba mẹ con. Tìm bố cho con của con nữa, cho lũ mèo nữa. Nên là con quan sát rất là nhiều khía cạnh. Và cái cuối cùng để con quyết định con cưới là khi mà thấy ba 60 mấy tuổi rồi mà ba vẫn lo mộ của mẹ. Con mua hoa về tự cắm nha cô, chứ không phải là mua bình sẵn đâu. Mẹ không phải một bình nha, rất nhiều bình. Tụi con cưới nhau được mấy năm rồi ta? 4 năm. 4 năm, mấy bé? Con có một bé trai. Trời ơi, như vậy là 10 mấy năm. 4 năm là chở mèo đi chích. Đúng không? Nuôi heo. 2 năm là nuôi heo. Là 6 năm. Bây giờ cưới nhau được 4 năm rồi. Dạ, là khoảng 10 năm. 10 năm, 10 năm đó em. Trời ơi, kinh hoàng. Khi mà các con cưới, làm đám cưới xong á, cuộc sống nó có thay đổi không? Nó thay đổi theo hướng hạnh phúc hơn, vui hơn. Và con cảm thấy hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Hối hận vì con không lấy chồng sớm hơn. Cưới xong là ra tiệm chưa? Hay là học nâng cao tay nghề? Hình như là con lấy tiền cưới con đi vay, con phải vay thêm nữa thì con mới đủ tiền đi học cái khóa đó. Xong rồi đến khi mà tụi con có cái lượng khách nó ở trên Sài Gòn nó ổn định rồi và cái việc đào tạo của con cũng được nhiều người biết đến rồi thì con mới mở chi nhánh ở trên đây. Là con chuyển lên đây hẳn. Bây giờ như vậy là kinh tế là ổn định rồi đúng không con? Thì bạn này là bán đồ để phun xăm rồi. Là mở ra một cái công việc, một cái ngành nữa là bán phun xăm là tụi con cái đầu tụi con hơi ghê đó nha, rất là đầu tư đó. Bây giờ lấy nhau qua cái phần kia đi, phần kia đi. Những cái tật xấu của nhau nè, ai khui trước đây? Chắc để con nói chứ. Chồng con thì không có tật xấu gì hết luôn á, không có một cái tật xấu gì hết. Thật không? Dạ thì có gọn gàng không? Gọn gàng cực kỳ luôn. Chồng con là dọn dẹp trong nhà hết luôn. Có thích game luôn. Không? Dạ không luôn. Không thích game vậy luôn. Không có bia rượu luôn. Thương họ cực kỳ luôn đúng không? Dạ. Chồng con từ hồi con sanh bé đến giờ con chưa bao giờ phải đi rửa ráy tắm rửa cho con luôn. Rồi vậy là có nhiều tật xấu dồn vô vợ hết rồi. Rồi có hà, bây giờ nè, có hà tiện không? Có hà tiện không? Chồng con là con muốn gì cũng được, chỉ cần con vui thôi là được. Nhưng mà ảnh có hà tiện đối với ảnh không? Dạ có. Đó. Tại vì có những người ngộ lắm, không có tiếc gì vợ con hết, nhưng mà với mình á thì là mua cái gì phải suy nghĩ đắn đo. Dạ, đó là chồng con. Ông không có hà tiện với con, với người xung quanh, với gia đình. Chỉ có mỗi mình bản thân là hà tiện thôi. Hà tiện với bản thân thôi. Không, nhưng mà cái đó tốt cho con mà. Con rất là may mắn đó nghe. Số 1. Con được nhiều người biết đấy là nhờ ông ấy. Là từ cái lúc mà con ăn bầu rồi con đi săn là ông khóc sướt mướt luôn. Ủa sao vậy? Bị xúc động. Biết tin con có bầu cái là khóc từ bệnh viện về nhà luôn. Chưa săn vô thuốc kích đẻ thôi là ông đã khóc rồi. Kiểu y tá cũng bối rối không biết sao luôn. Con được chứng kiến vợ con sinh á. Trời ơi, con sợ lắm, thương lắm luôn ạ. Thường người ta nói á, chồng mà thương vợ quá đó thì trong cái thời gian vợ mang bầu á là đôi khi cái người chồng gánh luôn cái chuyện gọi là ngén á. Dạ đúng rồi, chồng con ngén 9 tháng 10 ngày. Con ói liên tục. Ngày nào cũng ói hết. Ói rất nhiều luôn. Là có đó nó chị mổ. Nó ói 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà lúc đó con có biết là vì là con ngén hay dùng vợ con, hay là con sợ là con bị một cái bệnh nan y gì đó. Con cũng đi khám, người tật là bác sĩ khám bầu cho vợ con á, bác sĩ kêu chắc ngén thay vợ rồi. Là ăn vô lỗi hả? Nó ói 9 tháng 10 ngày chị hỏi. Cái đó mà nếu mà mình không biết là mình ngán giùm là mình sẽ sợ mình bị cái bệnh nan y gì. Đúng. Con một ngày con ói mấy bận? Có khi 4-5 lần à. Cái anh bào.
ăn vào là ói đúng không? Con kể cái khoảnh khắc mà vợ con sanh mà con chứng kiến đi. Lúc đó con thấy làm sao? Trời, con nước mắt con chảy quá trời, kêu cảm ơn em, cảm ơn em. Con cứ vậy đó hả? Rồi con, lúc con bồng cái đứa con của con lần đầu tiên thì sao? Con rung. Mà con có khóc không? Có. Con có chắc chắn khóc, rồi. Chắc chắn luôn. Chắc chắn rồi. Bây giờ phải hỏi tới chồng. Chồng nói cái tật xấu của vợ cho cô nghe coi. Vợ con thì kiểu là lo làm quá. Ngày nào cũng tới 4-5 giờ sáng ngủ. Dữ vậy? Dạ. Có nghĩa là theo con đó là cái tật xấu tham công tiếc việc quá đúng không? Ủa nhưng mà làm cái công việc phun xăm mà sao con lại thức tới 4-5 giờ sáng, con làm gì? Tại vì con đào tạo nữa mà học viên ở nước ngoài nó trái 4 giờ. Cả online cả trực tiếp luôn. Đâu, học viên thì tối là con phải chấm bài nữa. Rồi sao nữa Cường? Dạ, với vợ con là kiểu là hay mua sắm thả ga. À, sắm online phải không? Bệnh mà bệnh kinh niên của tất cả các bà vợ. Mua sắm online đó phải không? Mà có khi nào mà mua xong rồi về nhiều khi để đó thôi mà cũng không sạch. Dạ có nhiều. Wow. Như kiểu mấy bé nhân viên còn dưới kìa, nó nhận hàng là nó hết hồn, là ngày nào cũng 5-6 đơn rồi có khi 7-8 đơn à. Ghiền rồi. Ghiền rồi. Mua vậy thôi. Không phải đâu, con là một người kiểu làm được thì phải hưởng thụ được. Chứ mình làm mà mình để dành cho ai? Không. Nhiều khi con biết không, nhiều khi nó bị phí là do là con mua rồi mà con quên con mua nữa. Có không? Con dạ có. Trắng luôn là muốn lộn thôi. Nhưng mà đó là cũng là cái thật xấu đó. Nhưng mà không? con xài tiền chồng con chứ tiền con thì con để dành đó. Thấy chưa, thấy ghê không? Vậy là thật xấu rồi đó. Rồi sao, còn cái gì nữa không? Hơi nóng tính rồi. Dạ vậy hết rồi. Hết rồi. Dạ. Thế con mong muốn vợ con thay đổi gì? Chăm lo tới sức khỏe nhiều hơn. À, lo sức khỏe cho bản thân mình nhiều. Thương đó. Nhiều khi tham công tiếc việc quá đó con, cũng mệt lắm đó. Tại năm nay con còn nhỏ mà. Ông chồng hoàn hảo này nè, là ông không có thật xấu. Nhưng mà nếu như để cho con á có một điều mong muốn ở chồng đó, thì con cần nói với chồng cái điều gì? Con cũng chỉ mong chồng con để ý sức khỏe thôi. Tại vì ông nói con vậy chứ ông cũng ngồi làm hàng đến 2-3 giờ. Thế hai đứa này giống như là trời sinh ra để dành cho nhau em ơi. Không còn gì để nói nữa. Chương trình chỉ mong muốn là tụi con cứ hạnh phúc mãi như thế. Rồi. Tụi con hoàn hảo mãi như thế nghe chưa? Dạ. Chúc mừng hai bạn đã tìm được một nửa của nhau là hoàn hảo đó. Và rất hợp nhau. Cảm ơn. Dạ em tên là Nguyễn Như Khánh. Năm nay 31 tuổi, làm nhân viên quản lý chất lượng. Em tên Nguyễn Thị Sinh, năm nay em 28 tuổi và em làm nhân viên văn phòng. Trong trường hợp nào mà tụi em quen nhau vậy? Ngày xưa thì em làm nhân viên văn phòng nên là cái ngành nghề của em suốt ngày phải mài mông mài mắt với máy vi tính. Thì một ngày cái em phát hiện ra trang nối.vn. Lúc đó em đang độc thân mà còn ế hả? Em mới đăng ký tham gia vào trong cái trang nối này, trở thành bà bầu của đội bóng. Và là mấy anh đẹp trai khỏe mạnh thôi, tha hồ mà chọn lựa. Rồi có gặp gỡ được một chàng trai nào như trong mơ? Mấy người cứ bắt em đi đặt thân rồi cược đá mà không có ai để ý đến em hết. Cây đến một ngày không được đẹp trời cho lắm, anh mới tới, anh kêu cho anh tham gia vào đội banh. Ai muốn vô là phải xin em mà. Xong cái em cũng cho. Mà mới đầu nhìn chàng thì có vẻ không có giống như trong chuẩn của em. Anh chị nhìn nè, không được cao lắm, không được đẹp trai. Hả? Mà hơi nhiều nốt ruồi. Lúc đó thì khi mà em nhập đội bóng á, thì em có thấy ấn tượng gì với cái bà bầu này không? Như lần đầu tiên em lên sân bóng thì em gặp cô ấy thì với mái tóc là bông xù của nó vàng vàng hoe à. Rồi đôi bàn tay thì nó sơn màu xanh lè xanh lét. Nói chung là em không có ấn tượng gì hết. Không những không ấn tượng mà em còn thấy nó không được thích nữa. Thực ra thì cũng hơi bị mâu thuẫn đúng không? Em không có ấn tượng gì hết. Nhưng mà rõ ràng là còn nhớ được tóc xù nè, cái móng tay màu gì nè, rồi thì mục ruồi nè. Dường như là hai người đều cảm thấy rằng là gặp nhau là không ưa nhau thôi. Chứ còn ấn tượng thì theo chị là hình như là ấn tượng hơi nhiều đúng không? Rồi bao giờ tụi em chính thức là tụi em thực sự là có một cái cảm giác gì về nhau? Được một thời gian thì bên nối.vn có tổ chức offline. Hôm đó thì cô ấy là có đọ rượu vang với một cái anh chàng hội trưởng. Thì hai người cái về trình độ tửu lượng rượu thì tệ giống nhau thôi. Người ta là giỏi, người ta đọ nhau, ở đây tệ quá đọ với nhau. Thì hai người uống tới ly thứ bảy, cái vợ em bắt đầu say xỉn, mọi người mới đưa vợ em vô phòng để chăm sóc. Mà lúc vợ em say xỉn, vợ em quậy lắm anh chị. Các bệnh nữ là chăm sóc cho cổ thì bị đấm đá tát rồi đủ kiểu ấy. Bị cả tỉnh chịu không nổi. Sau đó thì em được tiến cử vô chăm sóc cô ấy. Em vô thì cũng chịu chung số phận với bạn cái trước thôi. Cũng bị đấm đá đạp tát đủ kiểu ấy. Em vô lúc đó em thấy bạn ở trong tình trạng nào mà em phải tiếp cận để mà em bị đấm đá? Do là lúc cô ấy xỉn á thì quậy lăn lắc. Nhưng mà dạ lăn qua lăn lại rồi. Dạ không, em hành hạ người khác thôi chứ bản thân em mình giữ. Sau một hồi gồng với cô ấy thì cuối cùng
chắc là ra tay nhiều quá rồi mệt mỏi rồi phải. Thì cô ấy mới nằm yên, thì em mới lấy cái gối á, em cuốn người xuống lấy gối để kê đầu cho cô ấy ngủ. Thì bất ngờ cô ấy túm cổ em, kéo đầu em xuống, hôn em cái chuột. Mà em có biết không? Có một cái lý do cơ bản như vậy nè, không phải là em ham hôn ảnh gì đâu, mà tại vì lúc đó anh cúi xuống cái tiếp cận gần người em, cái thấy có mùi nhãn thơm ngọt ngào. Em bất ngờ bị tưởng hôn mà, em dịch mình em dịch ra. Cái cô ấy mới nói tiếp với em, kêu anh ơi em muốn hôn nữa, môi của anh thơm và ngọt ngào quá. Cái em cảm giác là em đang bất ngờ mà, vừa bị tưởng hôn xong giờ lại có thêm một cái đề nghị rất là khó xử nữa. Bởi vì cô ấy đang xỉn mà, cô ấy đang xỉn bây giờ ví dụ em làm cái gì rồi lỡ ai thấy mà em ăn tiếng là người lợi dụng. Cái em mới ngồi suy nghĩ tới suy nghĩ lui. Cô ấy hôn em thì em cũng hơi xao động một xíu, cuối cùng em quyết định là em đồng ý và hai đứa em hôn tiếp. Chắc mỗi lần đi ăn tiền chắc tôi xách thêm chùm nhãn ăn quá. Em học tập đi. Biết đâu được, đâu phải mình cô ấy thích nhãn đâu mà rất nhiều người thích nhãn thì sao. Nhưng mà đêm hôm đó về em cũng xao xuyến lắm. Sáng hôm sau gặp cô ấy em cười rất là tươi, gặp cô ấy đi qua cười, cô ấy đi ngang qua luôn, nó lơ luôn, coi như không có chuyện gì xảy ra. Ủa nó nghe là sao kỳ vậy? Là tại vì em quê quá. Không lẽ bây giờ nói anh ơi hôm qua hung đã quá đâu có được đúng không em? Dạ. Phải coi coi làm sao chứ. Em rất là thắc mắc. Cái tới buổi chiều lúc mà đi về á thì em mới quyết định là em phải hỏi cho rõ ràng cái câu chuyện này. Em mới nhắn tin cho cô ấy là em có nhớ gì ngày hôm qua hay không, nhắn tin xong chờ hoài không thấy trả lời. Rồi em nghĩ thầm trong bụng kiểu này là rượu làm rồi. Rượu làm mà thực ra là cố tình để mà ăn nhãn thôi, chứ còn bờ môi của mình chả là cái gì á. Chết đúng không? Rồi cuối cùng cô có trả lời không? Cuối cùng thì tới cũng khuya hôm đó thì em nhận được tin nhắn của cô. Dạ. Em nhắn sao? Em thì lúc đầu là em quê lắm, em kêu là bây giờ mà con gái tự nhiên túm cổ con người ta xuống hôn, rồi còn xin anh ơi cho em hôn thêm nữa, quê. Xong cái em nghĩ hay thôi đừng trả lời gì cả, coi như là mình không nhớ. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy hôn cũng dễ thương, cũng ngọt ngào. Đến nửa đêm em mới nhắn tin là anh ơi em không nhớ. Là chuyện gì xảy ra mà sáng hôm sau anh có ý định sơn lại cái phòng để đón em trai anh vô cùng ở. Em mới tốt bụng, em nói vậy để em giúp anh sơn phòng. Thì anh cũng đồng ý. Đi làm về thì anh qua rước em, xong rồi hai người tới nhà anh sơn. Sơn thì em sơn ngang, anh sơn dọc, sơn tới, sơn lui. Mà em vừa sơn, em vừa đợi coi thử chàng có nói chút gì về cái nụ hôn ngày hôm đó không, rồi có đã động gì đến chuyện hai đứa không, mà không có nói một lời nào. Trời ơi, hôn người ta đã đời rồi chờ qua. Thực ra là hôm đó thì em cũng có ý định là muốn tỏ tình với cô ấy rồi, nhưng mà vẫn còn nhát ngại. Bởi vì cũng thời gian tiếp xúc cũng còn ngắn á, hai đứa cứ sơn qua sơn lại, sơn tới sơn lui, cái vô tình cái hai đứa cái tay đụng nhau, em giống như bị điện giật vậy. Dạ, quay qua ôm hôn cô ấy luôn. À, tức là cái này gọi là tình yêu không nói nhiều mà chỉ có làm nhiều thôi. Cái nụ hôn này á là nụ hôn đáng nhớ nhất trong đời của em, nó diễn ra trong 45 phút là trời ơi. Cái này trời đất ơi, hôn 45 phút. Tôi đang nghi vấn nha. Hôn 45 phút, trong lúc người ta hôn là người ta phải nhắm mắt, người ta tận hưởng cái nụ hôn. Tại sao ông biết là cái nụ hôn không kéo dài 45 phút? Sắp tới giờ là cổ chở em, em chở cổ về rồi. Thì em cũng mới nhìn đồng hồ là cũng chuẩn bị tư thế là để mà chở cổ về rồi. Sau đó hôn nhau, hôn xong thì nhìn lại đồng hồ thì tính ra là được nhiêu đó. 45 phút. Họ nói là hai vợ chồng này á, hai lần hôn nhau đều ấn tượng hết. Một lần á là nghe mùi nhãn, còn một lần á là hôn một hiệp đá banh. Vậy có lần nào hôn mà ấn tượng nữa không? Hai vợ chồng em chắc là yêu nhau rồi hôn nhiều. Có một cái nụ hôn nữa cũng ấn tượng dơ. Là sao? Dạ, thì tại ngày hôm đó cái hai vợ chồng lúc đó là yêu nhau rồi. Cái ảnh chở em đi về, mà hai vợ chồng cũng khuya rồi nhưng mà cũng chưa muốn chia tay. Ảnh mới rủ em là về gần phía nhà em á. Xong cái ảnh mới để em lên trên xe, ảnh đứng dưới thì ảnh hôn em tiếp. Mà khi mà hôn chẳng biết ảnh nhắm mắt nhắm mũi nào nhập tâm sao, cái ảnh hôn cái ảnh ủn em gái, em té chọn lõn vô cái giữa xe cái tường. Em với cái tường nhà đúng không? Lúc đó vẫn hung hả? Dạ không, thì té xuống thì tại vì hôm đó cũng mới mưa xong nữa. Trời nên ơi, là em cũng hơi lem luốc một tí. Ôi như vậy là coi như là tình yêu của các bạn là gắn liền với những nụ hôn ha. Rồi khi mà cuộc sống vợ chồng ở với nhau rồi thì nó có nhiều những cái điều thú vị giống như lúc yêu nhau không?
Dạ thì cưới nhau rồi thì em mới phát hiện ra là em có một anh chồng chí phèo. Chồng chí phèo là sao? Mình chí phèo đó hả? Dạ, ừ, nhìn vậy chứ mà chí phèo. Vậy chắc về nhà chắc đòi vợ nấu cháo hành gan không phải không? Dạ chí phèo sao? Sao chí phèo? Cũng không phải, tại vì có một lần hai vợ chồng em cãi nhau vì chuyện gì em cũng nhớ nữa. Cái mà cãi nhau là em dành xách đồ đi, mà lúc đó cũng khuya rồi chị. Anh kêu thôi nếu mà đi thì để anh đi. À, anh là người ra đi đó. Dạ. Rồi sao nữa? Xong rồi anh bỏ đồ bỏ đạc vào trong túi thì anh đi. Mà tiếng em thì cũng lì đó. Đi thì em cho đi luôn. Anh đi khoảng một tiếng. Thế em chắc bỗng trong bụng là anh đi rồi, nhưng mà cứ ra coi thử sao. Anh chị biết không, em vừa qua với tàu hẻm thôi, thấy chồng mình hả, lấy cái cặp á, kê lên đầu nằm xả lả ra ngoài hẻm ngủ ngon lành vậy. Trời, em không hiểu được luôn, đúng là em có một anh chồng chí phèo luôn. Lúc đó thì em cũng đang rất là bực bội, nhưng mà vợ đâu đi ra ngoài thì giờ khuya quá rồi cũng không được. Cái em mới dành đi để coi cổ có níu kéo gì không. Cái em mới quyết định đi ra đầu hẻm ngồi chờ. Bây giờ biết đi đâu giờ, giờ đâu có tiền, đâu có giấy tờ gì đâu. Cái ngồi chờ hoài không thấy cổ ra luôn. Cái mệt quá cái nằm chờ que đó ngủ luôn. Lúc đó thì em cũng vừa thương vừa mắc cười nữa. Em kêu kiểu gì mà ngủ dễ dàng như vậy. Xong em thôi kêu thôi mang vô nhà trong ngủ luôn đi cho rồi. Thật ra những gì bạn kể mình không thấy chồng của bạn là anh chí phèo, mà mình thấy chồng của bạn là một người biết hy sinh, thấy không? Một anh hùng. Má thương vợ không, sợ vợ đi khuya như vậy. Con cứ binh quá đi. Nhưng mà chị thấy nãy giờ tụi em kể những cái chuyện về nhau mà ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, đúng không? Sau khi lấy nhau rồi thì cho đến thời điểm này á, là có những cái gì mà còn cảm thấy là chưa thỏa mãn về những cái tính tình của nhau không? Dạ có, em phải kể liền luôn. Kể luôn đi. Dạ, thì trước em làm đà bầu đội ở banh, ảnh vào cũng vì bởi vì ảnh ham đá banh. Nhưng mà cưới nhau xong rồi mà ảnh vẫn cứ ham đá banh. Chồng em á, thứ nhất là đá banh, thứ hai là xem đá banh, thứ ba là coi tin tức đá banh. Đó, nên là mọi thứ đối với ảnh á, đá banh rất là nhanh nhẹn. Ví dụ như ảnh buồn ngủ là như vậy, nhưng mà cứ đến giờ đá banh hoặc là đến cái giờ mà có chương trình tin tức đá banh là anh bật chơi liền. Nhưng mà ngược lại chị ơi, chuyện trong nhà ngoài ngõ hoặc là những cái chuyện khác là anh cứ từ từ thôi, từ từ hẳn làm không sao cả. Nên em kêu là ước gì mà chồng mình cái gì cũng nhanh nhẹn được như với đối với bác đá banh, em mừng biết mấy. Thực ra thì em vẫn coi lúc mà cưới vợ có con xong thì em coi vợ con em là số 1, số 2 ấy cho chị. Đó, nhưng mà tại sao vợ em không có cái suy nghĩ đó? Thực ra là nó như thế này nè. Ví dụ như là tới giờ đá banh thì phải dậy xem đá banh, bởi vì cái giờ nó trực tiếp nó không thể thay đổi được. Còn ví dụ làm một công việc khác á, thì em có thể làm việc này trước, việc kia trước, xong sau em vẫn làm việc của vợ em nhờ, ví dụ vậy. Vợ em hay so sánh vậy. Chị hỏi em nè, bây giờ ví dụ giờ đổi lại đi, chồng em không mê đá banh mà giờ mê đi bia ôm chẳng hạn, em tính làm sao? Anh mà mê bia ôm chắc là chết với em liền. Cho nên rằng đừng có làm cho anh ấy gọi là bị mất đi cái đam mê đá banh mà chuyển sang cái đam mê khác là nguy hiểm lắm đó nha. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà đúng là dừng lại mức độ mê đá banh thôi, chứ đừng có mê cá độ đá banh là tan nhà nát cửa, đúng không? Ừ. Thì chị thấy hai cái sở thích của em á, tụi em có thể là phân nửa, xe phân nửa đi, bớt bướng lại một chút, với điều kiện là anh thay vì cái chữ số 1 đá banh, số 2 đá banh, số 3 đá banh thì anh làm ơn đi. Ví dụ số 1 là vợ con đi, số 2, số 3 hãy là đá banh, đúng không? Chị nghĩ nếu mà tụi em dung hòa được cái đó thì đây là một cái gia đình cực kỳ hạnh phúc. Tại vì chị thấy rõ ràng khi tụi em nói chuyện với nhau ánh mắt đầy yêu thương, vẫn còn đầy mùi nhãn. Đó. Nói chung là hai người cười đều toát ra cái mùi nhãn. Xin cảm ơn. Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Thuận. Con tên là Nguyễn Ngọc Dung. Thì năm nay con 27 tuổi và hiện tại là tụi con đang kinh doanh tự online. Dạ. Mời cái con. Gì con sinh năm bao nhiêu mà 27 ta? Dạ, con sinh năm 95. Trời ơi, nó trẻ quá. Trời đất ơi, trẻ quá, 95 thì hơn mình có... Ủa mình nhỏ mình nó hơn là hơn số tuổi, hơn cái số 5 á. Thua xin ngầu có 1 tuổi à. Thua xin ngầu con lớn của cô á, thua chị ngầu 1 tuổi. Con dạ, sao? Con chào chú Thuận, chào cô Hồng Vân. Con tên là Nguyễn Duy Thanh, thì năm nay con 26 tuổi. Thì con cùng vợ cũng đang kinh doanh online tự do. Tụi con kinh doanh về cái mặt hàng nào, bật mí xíu đi. Dạ, hiện tại là chắc mặt hàng thời trang ạ. Tụi con đang hướng tới mặt hàng thời trang unisex nam nữ. Chủ yếu là về áo thun, áo sweater, áo hoodie. Là một số quần có size nào cỡ chú không? Một chút nữa rồi add Facebook nghe để chú vô chú mua ủng hộ. Dạ. Đó. Chứ chú giờ mặc đồ cũng hơi khó. Tại mỗi lần nó cứ lên size hoài. Còn tôi mà đồ thể thao chắc không có tôi đó. Có được không? Trời chị nói quá. Tôi thể thao bộ môn gì theo chú? À yoga. Không làm được cái gì luôn á, yoga nằm chút là ngủ. Coi yoga hít thở lại ngủ.
khổ. Không sao, cô Dân với chú Thuận cứ nhắn tin cho con cái size là tụi con làm riêng tặng cho cô chú luôn. Trời ơi, là gì? Không, chị chạy bộ được mà Dân. Đạp xe đạp cũng được. Cái khớp này không còn xài được. Không, đạp xe đạp được. Đạp xe đạp được. Được chút xíu mà đường đâu mà đạp. Mua cái xe, cái bây xe giờ, đạp, cái xe máy đạp. Nhưng mà bây giờ thành phố mình không còn đường để đạp xe. Nhất là khu mà Thủ Đức nhà chị. No. Cái máy chạy, cái máy đạp xe đạp gym á. Nhà em có luôn. Mà sao không đạp hả? Em đạp chút xíu không đau giờ. Có hết đó con. Trời khó. Nguyên cái bộ mà vận động ở công viên là cô để ngay bên hông nhà cô mà không xài được một cái gì luôn. Luôn à. Thương chị quá luôn. Anh có cái gì muốn nói với cô? Vui nhất thiệt, hờn ổn á. Tôi tự thương bản thân tôi luôn. Thiện hờn ổn á. Tránh xa thể thao. Ủa nhưng mà hai đứa coi như là chắc có lẽ là chú đoán nha, chắc là quen nhau trên mạng đúng không? Có thể là thôi đừng đoán nữa để tình tạo mà đừng đoán nữa mà. Bây giờ để làm ông mụ thôi. Để cho Linh á. Nó chưa ha. Đừng có mở mỏ ra. Đúng, quá. Đúng rồi. Nó bị mất cái linh khí đi. Thành ra là để Rồi dạ thôi. Nói đi. Dạ. Hai đứa quen nhau trong trường hợp nào? Kể chúng nghe coi. Dạ. Thật sự thì tụi con là có gặp nhau ở trong một cái buổi trại tòng quân ở trên quận. Trại tòng quân. Chú Quốc Thuận với cô Hồng Vân biết cái trại tòng quân không? Cái trại là để tiện cái anh trung, lính ra đường nhập ngũ. Tập trung lính đúng rồi. Ủa, tụi con ở Sài thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, tụi con ở thành phố Hồ Chí Minh này. Quận mấy nào? Tụi con ở quận Bình Tân. Vậy là gặp nhau ở trại tòng quân quận Bình Tân. Dạ, đúng không? Dạ. Thời điểm đó là hai đứa con lên để hỗ trợ cho phường dựng trại cho mấy anh ở. Dạ, thì cái cũng có gặp nhau nhưng mà lúc đó không có ấn tượng gì hết đó cô Vân ơi. Tại vì đến mãi sau này khi mà tụi con cùng tham gia xong rồi giữ cái chức vụ đó là phó chủ tịch hội liên hiệp thanh niên phường xong rồi tham gia nghi thức hội của phường của quận đầu đó thì mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn xong mới bắt đầu thấy là ok thì cái đó là còn đó, con đâu đứa nào có chức có quyền một trong hai đứa phó chủ tịch nè dạ làm đây có chức có quyền dạ hai con. Hai đứa con cùng nhận chức đó luôn nhận chức đó luôn luôn vậy là thường là người ta hai ba phó đúng rồi hai ba phó thường sẽ là hai phó không bây giờ chú nói nè cái lần đầu tiên á là hai đứa gặp nhau giáp mí nhau trong cái hội tòng quân mà con là không ấn tượng gì ông này nhưng mà con thì sao con cũng vậy luôn bé xinh đẹp như này mà không ấn tượng gì ta nói là ta không ấn tượng đến khi nào ta có chức có quyền bắt đầu lúc đó ta nói chuyện với nhau nhiều thì lúc đó người ta mới có ấn tượng tức là có chức quyền rồi đúng rồi hai đứa nhau để tham mưu nhau hai đứa đều là phó cho nên là phải bàn bạc phải đưa ra đường đi nước bước sắp lược như thế nào. Trời ơi, đúng đó vậy. Đúng không? Tại cô Vân cái chú không biết sao tại vì cái hôm đó là cũng rất là nhiều người. Đâm ra tụi con cũng có sẵn những cái công việc riêng rồi. Lo công việc. Đúng rồi. Rồi bây giờ đến khi tụi con có chức quyền. Dạ. Rồi tụi con có nhiều cơ hội để gặp nhau đúng không? Dạ đúng rồi. Là hai đứa nói chuyện gì? Đó. Hai đứa con bắt tay nhau hợp tác vui vẻ. Lúc đó là con bắt như nè. Là hợp tác vui vẻ lúc đó cũng chỉ là biết nhau sơ sơ thôi. Cái lúc mà chạm vào nhau thì có điểm giật không? Lúc đó cũng chưa. Chưa luôn. Cũng chưa luôn. Bây giờ giống như chị với em nè, cùng làm MC của cái vợ chồng son nè, chạm tay nhau đi có điện không? Em làm gì có là điện. Không có gì đâu, nhưng thì mà nó là trẻ. Nhưng tại nó sao trẻ. Tại sao Thúy Nga đụng em lại có điện? Cô là nào cô Thúy Nga đó con. Nói là nói cái mối tình khẩu luôn à. Mối tình đơn phương của chú Thuận là tới bây giờ. Tới bây giờ luôn. Còn yêu cô Thúy Nga mà cô Thúy Nga không lấy chồng luôn. Không. Quá, chứ quá. Đúng không? Bây giờ Thúy Nga có chồng không? Khẩu nghiệp quá. Bây giờ chỉ đi làm YouTuber thôi. Không lấy chồng luôn. Chứ không giờ sao nào quay lại điểm của ta đi. Tự nhiên khui chuyện tu hoài vậy. Đó. Rồi sao rồi đến khi nào mới có cảm tình. Rồi hai đứa gặp nhau thường nói về chuyện gì? Đúng rồi. Hợp gu nhau ở điều gì? Đó. Nói cô nghe coi. Là tụi con mỗi lần gặp nhau thì hay là lại với lại tụi con hợp trong mấy cái chuyện mà nói chuyện 18 cộng rồi đó. Cô nhận với chồng. Ai là người nói trước? Dạ hai đứa cùng nói. Phải có nói qua nói lời không lẽ một đứa nói hoài. Ủa, đúng vậy không là nói trong cuộc họp hay là nói dạ không nói riêng á chú ý là nguyên một đám ngồi với nhau vậy nè cô thì cái bắt đầu nói thì hai đứa nói mà cả đám cùng vui là hai đứa nói chung là lầy cùng dạ đúng rồi cùng lầy cùng lầy cùng lầy tức là cùng nhóm lầy dạ con nói tới đâu là bạn bắt nhịp tới đó tức là vợ con mơ á dạ đúng rồi với nhau á đến khi nào con mới có cảm tình với cô bé này dạ thực sự là cái lúc mà sau khi mà nhận cái chức đó xong thì một thời gian sau thì tụi con có tham gia một cái nghi thức hội là làm cái tụi con là phải đi huấn luyện cùng nhau á là đi tập nghi thức hội rồi đó là để đi thi thì tụi con bắt đầu mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn sau đó cái giỡn nhau nhiều hơn thì từ lúc đó là bắt đầu con mới có cảm tình dạ xong rồi từ một cái câu chuyện đó là dẫn đến một cái câu chuyện là tụi con đi đi Vũng Tàu đó là tụi con vô tình hôm đó là tụi con cùng hẹn một với nhóm bạn nữa là cũng đi Vũng Tàu luôn
Thì trong chuyến đi Vũng Tàu đó là nảy sinh từ đó, đó là tụi con bắt đầu gọi là bên này thích bên này và bên này cũng bắt đầu thích bên này luôn. Ủa có thích đâu, có thích đâu. Đi xe máy hay đi xe xe hơi? Dạ, xe dạ máy. Đi xe máy à. Là con chở cái này. Ừ, dạ không, lúc đó là con chở một người khác. Là đi nguyên nhóm thì con lúc đầu cũng định gạ chở con đó nhưng mà bị dướng nên là không có chở con được. Ừ. Là chiều chiều đi ra bãi biển ngồi nói chuyện 18 cộng. Đúng không? Nảy sinh tình cảm. Đúng không? Sóng biển dạt vào. Gió biển dạt vào. À, mọi nhớ nghe nè. Dạ. Rồi tối đó coi lại không? Dạ có. Nói chung là hôm đó tụi con cũng ở tập thể. Thì cũng ăn nhậu sương sương xong rồi. Nhưng chú biết đó, tối đó thì cũng là cái nụ hôn đầu tiên của hai đứa, nó cũng mãnh liệt lắm. Ủa rồi bị nhóm đi nói đâu? Cũng ở đó luôn nhưng mà tụi con lén. Lén đi ra biển? Không, tụi con lén ở chó luôn. Lén trong phòng luôn. Tức là tụi con ở chung tập thể nhưng mà nó có giường riêng. Cái xong là tụi con... Ủa con bò qua? Con hôm mới đầu là con không có bò qua, cái con mới chạy cái nệm xuống dưới. Con gạ gạ xuống dưới nằm, chạy cũng xuống luôn. Trời ơi. Tại vì là bả có men rồi đúng không? Dạ. Hai đứa có nói chuyện 18 cộng nữa không? Không, rồi mà còn nói cái gì không nữa. Nói trước, phải nói trước rồi mới hôn chứ. Ừ, lúc đó nói. Lúc đó không nói, ta... lúc đó cũng ngại ngại. Đúng không, đúng không nói sao được. Bả nói được lén mà làm sao mà nói cái gì. Ừ. Dạ. Cái mới đầu thì chú biết con nằm thì cũng ngại ngại, cái con nằm chỉ chạm hai cái đầu với nhau thôi. Ừ. Xong nằm hai cái chân như chữ V vậy, mỗi người một nơi, chỉ hai cái đầu chạm nhau thôi. Cái xong biết sao lạnh lạnh quá, cái chua 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 giận trong chăn, cái xong rồi nụ hôn đầu. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Là lối yêu nhau đó. Nụ hôn đầu. Dạ. Đúng không? Dạ. Là rồi. Là bắt cả đêm luôn, bé nằm ngủ con luôn. Nhưng mà là nó có bò lên không? Cả đêm luôn, cả đêm. Không, nhưng mà không có gì đâu, tại vì chung mà, chung nguyên một cái. Nhưng mà hôm đó sẽ là hôm tình cảm nảy sinh đúng không? Dạ đúng. Nhưng rồi. Nhưng mà sau đó tụi con có công khai không hay là lén lén lúc lúc sợ mắc cỡ? Em nghĩ là tụi bạn nó biết hết chứ chị. Biết không? Dạ không, tụi con gian gian như díu mập mờ. Thường thường là như vậy là đám bạn sẽ biết, nhưng thật sự là lúc con tụi con như vậy là đám bạn hình như cũng không biết. Cũng biết, chị có nên nói chung là cũng có biết nhưng mà không có chắc chắn á. Không, tại vì chú nghĩ thì sao mà không biết được. Tự nhiên nghe bé này xuống dưới nệm nằm thì mấy đứa nó mới thấy chứ. Không, đó là cũng chị... con men rồi chú, ai cũng có men. Ai cũng xỉn rồi. Sáng rồi. Thì sao, sáng bò lên đúng không? Chị nói em nghe cái chuyện mà hỏi là đi giống như là hồi xưa đi tình nguyện viên hay là này kia nọ. Cũng vậy à, tại vì nó rất là trong sáng trong cái môi trường đó. Giống như hồi đó em Thúy Nga đi diễn chung á, là hai người có tình cảm đâu ai biết đâu. Có mình cô phát hiện, một mình cô phát hiện trước đầu tiên. Hồi đó Thúy Nga là một cặp, là Minh Dũng với Quốc Thuận, với Thúy Nga là một nhóm. Dạ. Nhưng mà tại sao cô một mình cô phát hiện là Thúy Nga Quốc Thuận, mà Quốc Thuận là đơn phương Thúy Nga. Chúng tôi là chị em, không có gian gian díu díu mập mờ nha. Dạ, mà rồi. Không, lại chuyện lúc nào đó. thì mọi người phát hiện ra hai đứa con yêu nhau? Hai đứa con á thì kiểu yêu rồi không có, tụi con không có công khai. Hai đứa nghĩ là mình mà giữ vậy là kín dữ lắm rồi, không ai biết hết. Vậy mà toàn bắt gặp trên đường thôi cô. Trên đường đi là hai đứa đang đi vậy nè, là có đứa nó về là nó nhắn tin xong rồi có đứa chạy lên. Rồi, tao thấy rồi nha, tao thấy rồi nha, là toàn bị là phát hiện vậy. Chơi thôi đúng không? Dạ. Dạ. Rồi có hồi nào đi khách sạn tiếp nữa không? Nói hỏi thẳng luôn đó, hỏi thẳng luôn á. Thì ai phát hiện lúc đi đó thì biết sao không? Cái dòng đi chơi á, phát hiện còn chối được nha. Nó đâu có nhờ ảnh trở về dùm này cái nọ các thứ. Cái dòng mà lủi lên khách sạn chối thì sao? Có không đúng? Dạ có. Dạ thực ra là như này, thực ra là đi khách sạn thì mới đầu là con cũng có gạ mấy lần. Con thú nhận luôn, con cũng gạ mấy lần. Nhưng mà lần đầu thì cũng không được, lần đầu không chịu nha. Xong rồi con cảm thấy cũng hơi khó chịu. Thế là con quyết định gả thêm lần hai vào một cái ngày hẹn hò khác. Nhưng mà cũng không chịu. Nhưng mà không chịu thì thay đại mình thái độ thẳng ra, nhưng mà không nha, nó cứ kiểu đẩy đưa á. Xong là díu, lập, dạ, xong rồi lần thứ ba quyết định là chạy vô thẳng luôn. Đúng. Dạ, con đuổi vô luôn. Xong rồi không đâu nói gì đâu. Rồi đó, chú biết chuyện gì tới là cũng tới. Ủa gặp ai quen không? Cái đó là trong mấy lần sau. Tự nhiên hôm đó là hai đứa con đi xuống đáy xe đi về. Cái chồng con mới kêu em con bé kia quen quá. Cái con cũng nói cái hai đứa con sầm xì, thì con kia nó quay lại nó thấy cái hai đứa con gái con chạy lại đi đâu đây tay bắt mặt mừng làm rưng với nó luôn. Cũng đi khách sạn luôn. Đúng rồi. Trời ơi, mà cô chú biết không, con hiểu sao mà gặp trong khách sạn mình đã lén vậy, còn tay bắt mặt mừng còn la lớn nữa. Lúc đó là con với lại cái anh bạn bên kia là cũng trốn đi. Cái này muốn đòi quần mặt được. Kêu không biết sao gặp trong này mà vui dữ. Nhưng mà có mà hai đứa yêu nhau vậy rồi ba mẹ có biết không? Dạ một thời gian sau, cũng khoảng đâu đó khoảng 6-7 tháng gì đó thì lúc đó tụi con cũng bắt đầu công khai thì ba mẹ tụi của hai bên cũng biết. Tụi con cũng lớn rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Mà ba mẹ có ngăn cản gì không? Dạ không.
Nhưng mà cô ơi, hai lần đầu tiên con về ra mắt bên nhà chồng con là con tự chạy xe qua nha cô. Và không có bà chồng con ở đó luôn. Con tự gọi là một mình đơn phương đi chiến đấu luôn đó cô đó. Ủa là sao? Tại sao vậy? Vậy là mẹ chồng con á là hay tin là anh này có bạn gái. Đó, cái mẹ chồng con kết bạn Facebook với con. Và lúc chưa cưới chồng con là con làm quản lý bên shop mỹ phẩm á. Cái mẹ chồng con cao tay lắm, mẹ chồng con nhắn tin là con ơi con mua giùm cô hũ kem này nè kia. Mua xong cái con gọi điện thoại cái kêu rồi con đem qua nhà đi nha. Lúc đó đâu có chồng con ở nhà đâu, con chạy qua là một mình con chống mafia luôn. Chồng con đi đâu? Dạ, lúc đó là chồng con đang đi gọi là đi hỗ trợ cho bộ tư lệnh đó, rồi đi hỗ trợ chống dịch đó cô Vân nhớ chưa? Lúc đó con còn đang trong quân đội là con được điều lên bộ tư lệnh để đi hỗ trợ dịch lúc đó. Tức là con đi nghĩa vụ quân sự. Dạ đúng rồi. Vậy đó hả? Vậy là cái đợt đó là cái đợt dịch. Dạ, đợt dịch mới đây thôi đúng không? Đợt dịch đầu tiên á. Đợt dịch đầu tiên đây đâu đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sao nghĩ lắm. Rồi mẹ lần thứ hai qua gặp mẹ là trường hợp nào? Tức là lần đầu tiên mẹ gặp con mà mẹ biết con là bạn của con mẹ. Rồi lúc cái hũ. Nhưng mà lúc mà mẹ gặp con thì thái độ mẹ sao? Dạ mẹ con thì kiểu như vui vẻ lắm, mẹ con vui vẻ rồi cũng hỏi chuyện hai đứa rồi này nọ này kia, xong rồi chắc là thấy ok nên là lần thứ hai mẹ con mới mời qua nhà ăn tân gia, là tân gia của nhà anh. Thì lần thứ hai qua là con giống này cãi lộn. Ông này cãi lộn, nhưng mà con đã lỡ hứa với người lớn, con đâu có thất hứa được, cái con cũng phải chạy xe qua. Cái con đi lên một cái căn phòng, trong căn phòng đó là có đầy đủ các bác các cô, rồi có thầy, rồi có mẹ con nữa, là một mình con chơi trọi ngồi với là tất cả các bác là ngày. Ủa, sao lại có mẹ con nữa? Không, mẹ chồng, ý là mẹ chồng con. Là con ngồi đó một mình, con lại tiếp tục chống mafia đó, và lần đó là lần chốt cưới luôn đó. Chốt cưới ổng đâu? Giận con, đâu có chuyện qua chỗ con đâu. Nhưng mà bạn gái đã qua tới nhà rồi mà ông vẫn còn ăn tân gia no cái bụng xong rồi đi đâu á. Chứ ổng có đẹp đóng biết con luôn. Rồi sau đó là hối cưới luôn đúng không? Dạ, cái cũng hỏi thầy, cái thầy mới nói là ngày 8 tháng 10 âm lịch là ngày tốt đó cho hai đứa cưới, mà lúc đó là còn có 3 tháng nữa thôi. Mà bữa đó là ba mẹ mời ông thầy đến luôn. Dạ, thầy này là chị gái của mẹ chồng con, nhưng mà thầy quy theo đạo á. Trong 3 tháng thôi. Dạ. Lúc đó là trong tâm trạng giận nhau nữa. Đúng không? Bữa đó thầy coi là không có ông này. Dạ đúng rồi. Xong là hết giận rồi. Rồi sau đó thì là trong 3 tháng rồi nó có bị trục trặc gì không, hay là nó trơn tru? Dạ không, lúc mà tụi con chuẩn bị đám cưới không có trục trặc gì, nhưng mà lúc mà tại vì tụi con cưới gấp quá, ai cũng đồn là hai đứa con cưới chạy bầu, xong rồi cưới châu được nghé rồi đủ thứ hết trơn á. Chắc là không có đúng không? Dạ đúng rồi, cũng muốn lắm nhưng mà chưa có. Bây giờ là cũng giờ chưa có luôn. Dạ giờ tụi con chưa. Không sao đâu, sao chương trình này sẽ bao lâu bao lâu rồi? Dạ tụi con 22 tháng 11 là tụi con được 2 năm rồi đó. Em thấy chị hay không? Hồi đầu là chị cản em liền, chị không cho em làm ông bói liền. Để chi? Để mà bao nhiêu cái linh khí á. Linh khẩu. Linh khí nó vẫn còn ở trong khẩu. Tức là đó. Rồi để đến cuối bắt đầu em mới phụt ra, em mới chúc hai bạn này. Hay quá trời. Năm sau là dính bầu. Thôi kệ, từ từ đi. Cái này là cô nói nghiêm túc nha. Cô bữa chú Thuận mới nhắn vô cho tụi cô phải hình như là 2 hay 3 cái tin luôn. Dạ. Là những người mà chú Thuận chúc ở đây nè, toàn là ca hiếm không đó nghe, ca hiếm muộn á. Dạ. Mà có bầu. Đẻ con luôn, trời ơi, nhắn tin cảm ơn á, cảm ơn chú. Cái đó là chỉ là một trong số ít những tin thôi. Thì đó thì có những ca mà nó là đây. Kỳ lắm. Vậy là tí nữa con phải nhiệt liệt xin. Nhiệt liệt đi con, nhiệt liệt. Rồi thôi bây giờ vậy đi vô cái vụ kia đi. Xả ra hết cái vụ mà ở bắt đầu hai đứa lấy nhau về, loại tật xấu ra. Bây giờ mình phải nói ra hết để mình xả hết những cái gì tiêu cực, xả ra mình giữ lại cái tích cực. Để tối nay về mình đơm qua kết trái nè. Con hiểu không? Hay quá rồi chị ơi. Hay không? Đó, bây giờ phải nói hết. Nói hết ra. Phải nói hết đi. Đó. Bây giờ sao chắc chứa trong lòng những điều gì chưa hài lòng về ảnh? Anh có những tật xấu gì kể từ khi mà mình làm vợ anh? Cái này chắc con có giấy viết không? Để con viết làm cái sớ nó dài dài. Con nghĩ là con tóm tắt, con bắt đầu nêu cao vai trò phó chủ tịch. Cái đợt đó là mình gạch đầu hàng 1, 2, 3 những cái nặng nề nhất, mà những cái mà con mong muốn chồng con phải thay đổi. Nói chung là cứ nói đi khỏi kính thưa. Dạ chắc là có, con nghĩ là có 4 cái. Đây là cô nói là nóng tính nè. Nóng tính. Bừa bộn nè. Bừa bộn. Hay bạo hành con nè. Rồi một cái nữa là hay thả bom. Bom là bom nguyên tử. Trời. Còn không là bom tiểu liên nha cô nha. Không, xí trong 4 cái tật xấu đó có một cái tật xấu gọi là bạo hành. Là nó như thế nào? Vậy bạo hành dễ thương, hay bạo hành vui vẻ, hay là bạo hành nó có chút bạo lực ở trong đó? Dạ vui vẻ cũng có, bạo lực cũng có nha chú Thuận. Là nhiều khi con đang ngồi không vậy nè, cái đâu đâu chạy xuống lại bóp vô cái đùi con. Ôi trời ơi, cái con mập này, cái con mập này, lạ hả, bỏ ra là bầm đùi.
Cái đó là dễ thương mà. Trời ơi, lại nựng con á cô Nhân. Xong rồi nhiều khi đang ngồi vậy nè, cái tay chặt vô cái đùi con cái. Cái hỏi, cái con la đau, cái kêu, ai biểu cái đùi em nhiều mỡ chi. Trời có duyên dễ sợ luôn vậy đó. Vậy đó. Xong bạo rồi trước. Bạo hành mang tính bạo lực, hề hước. Hề hước. Đúng không? Nhưng mà không được duyên lắm. Tại vì phụ nữ người ta mà đã hơi 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 mũm mỉm rồi, người ta rất là ngại cái từ mỡ và liên tiếp. Đúng không? Xem nhìn chị. Em biết không? Đâu chị đâu chị là đâu. Bây giờ ngon rồi. Ngon rồi. Rồi sao nè, ngồi trước khi đi ngủ là lúc nào cũng phải cho con trận vậy đó, giống như là chọc lé xong rồi nhéo đùi nhéo là cho đã cái nư xong rồi mới đi ngủ. Có cãi bã nhau không? Rồi những trận cãi bã vậy có khi nào mà có đứa bỏ nhà đi không? Đó là vô cái nóng tính chứ không nghĩa là dạ đúng rồi, rất là nóng tính luôn. Con còn nhớ con một lần cái anh ảnh bị bệnh thời gian cô, có nghĩa là nếu như mà đã sắp xếp thời gian với ảnh rồi là phải đúng giờ với ảnh nha. Quân đội mà con. Quân đội mà lệch giờ với ảnh là ảnh quạo liền. Mà cái hôm đó là con với ảnh nói chung là cũng có hẹn trước lại về nhà để nấu đồ ăn, tại vì chiều đó có tiệc. Thì con mới đi về trễ đi mà con quên báo ảnh, cũng lỗi con quên báo ảnh. Xong rồi về cô ơi, cái mặt đùng đùng sát khí vậy đó. Xong rồi cũng nói qua nói lại, xong rồi ảnh cầm đồ ảnh chọi trước mặt con, ý là ném xuống dưới đất thôi chứ không phải là chọi con. Cái tính con cũng ngang mà, cái con lên con giật đồ con chạy xe về nhà chị con luôn. Đó là lần mà gây nhất, mà cô cái mặt của ổng khó chịu lắm. Mà nhiều lần như vậy không? Không. Có lần đó thôi đó. Đó thôi, ý là những lần trước là tụi con chỉ nói qua nó lại không đến nỗi, nhưng mà cái lần đó là lớn nhất. Là ném đồ. Dạ đúng rồi. Là vợ phải bỏ đi. Rồi bao lâu thì ổng mới qua ổng năn nỉ. Đi về cho vợ. Năn nỉ là ở đây là bố mẹ hai bên là người đứng ra giảng hòa cho tụi con. Lúc đó ổng không thèm năn nỉ luôn. Giận, lúc đó giận. Mà tụi con đi, nói chung là cũng có một ngày là tụi con giả hòa về rồi. Tới lúc con về thì lại xin lỗi con. Phụ huynh giải quyết. Dạ. Rồi con tự về hả? Hay ai rước con về? Con phải tự về ở trước. Rồi tội nghiệp nhỏ. Lúc nào cũng đơn thân độc mã. Tự đi. Đi qua nhà trai hết á. Thì tự đi phải tự về thôi. Sao vậy? Rồi giờ cũng như mà qua thấy vợ rồi mới năn nỉ rồi xin lỗi đúng không? Dạ đúng rồi. Không được. Dạ. Là cái vụ đó là biến cố lớn thôi đúng không? Dạ, với lại chắc một biến cố lớn là trong hôn nhân của hai đứa con đó là chắc là hai đứa con bị sảy một em bé. Sảy là do tại sao? Do sức khỏe của con. Theo như bác sĩ nói là do là hai cái phôi nó không có tốt á, nên khi nó gặp nhau thì nó không có thể hoàn thiện được. Đó, nên là tụi con bị là tụi con cũng mất một khoảng thời gian khá là dài. Thôi nó không có duyên đó con. Dạ. Không có duyên. Có nghĩa là có nghĩa là cái đó lâu chưa? Cái đó là dạ, chắc lúc mới cưới nhau. Dạ đúng rồi. Như vậy là cũng 2 năm rồi. Dạ. Gần 2 năm rồi đúng không? Dạ. Cái sự cố đó xảy ra cũng gần 2 năm rồi. Dạ. Cho tới nay vẫn chưa có luôn. Dạ. Tới giờ thì tụi con cũng đi khám thì tụi con nghĩ là tụi con phải chuẩn bị sức khỏe tốt hơn thì mới có để có. Khoan, này cái này phải xác định nha. Khi mà con hư đứa đầu tiên đó, dạ, thì là do các con không muốn tiếp, có nghĩa phải giữ một thời gian. Dạ. Mới có lại. Dạ. Mới thả, đúng không? Dạ. Hay là do các con cũng đã sau đó là các con thả luôn, rồi cho tới bây giờ vậy không có? À dạ không, tụi con giữ, tụi con không thả chứ. Dạ, tụi con giữ, tụi con không thả. Dạ, tại vì đúng không? Dạ đúng rồi, tụi con muốn tại vì bị như vậy một lần rồi nên là hai đứa con bị suy sụp tinh thần hơi lớn. Tại vì thấy ông bà cũng rất là vui khi nghe tin hai đứa con, cũng rất là thích con nít, tụi con rất là háo hức để chờ đợi cái bé nó ra đời, nhưng mà không giữ được nên là thành ra là tụi con nói là thôi lần sau mình phải chuẩn bị thật là tư thế thật là sẵn sàng để nó tốt nhất cho em. Con đã chuẩn bị thả cho mọi thứ nó sẵn sàng là bao lâu rồi? Dạ tên con bắt đầu con đang trong giai đoạn đó luôn rồi đó chú Hận. Con đang trong giai đoạn này luôn. Thì con cũng hy vọng là tí nữa con mới xin nhiệt liệt xin vía của chú Hận để năm sau con được như ý. Nhiệt liệt đó. Nhiệt liệt cái gì? Nó những cái từ nó phó chủ tịch mà nó xài từ nó quen rồi. Không sao. Ừ. Rồi. Ok, rồi bây giờ tiếp tục câu chuyện vui đi. Dạ. Còn bây giờ con bây giờ được mong muốn là trong bốn cái món đó là chồng con phải thay đổi cái món gì? Dạ, trong bốn cái món đó. Cái món mà thói hư tật xấu đó. Dạ thì chắc con chỉ muốn là chồng con là bớt nóng tính lại, tại vì khi mình nóng tính thì mình sẽ có những cái lời nói hoặc là những cái hành động nó sẽ không hay, nó ảnh hưởng tới mình. Rồi ví dụ mà thả bơm nguyên tử đó thì sao? Thôi được mà, có đó có duyên. Trời. Được không? Tại vì bé nó khủng khiếp lắm. Nó tốt bụng. Khủng khiếp lắm. Đó. Con trời, mỗi lần mà thả là nghe là thả một lần là vừa có âm thanh mà vừa có mùi vị luôn nha cô nha. Có mùi thôi chứ không có vị. Có mùi thôi. Là còn không á là cứ phải là một làng tạch 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 vậy theo nhịp. Mà mỗi lần mà tạch 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 vậy là vừa tạch tạch vừa cười cô, là nó cứ lên xuống vậy nè. Mà con cứ phải hứng chịu những cái vụ cùng. Trời ơi, tao quân đội mà tao nhớ tiếng súng mà con ơi, kệ đi thôi mà. Con nhớ có một lần, ổng đang nằm vậy đó,
cái con mới mon men lại, thun lại con tính, con cắn vô cái mông của ổng. Cái ổng thấy con mon men lại, cái ổng ém. Ổng ém con vừa mới đưa cái mặt vô, ổng đóng cái đung một cái, trời con muốn hói đầu luôn. Nói thấy chưa, cái đó là lựu đạn hoặc là bom đó. Sao con có thể là... điều khiển được hành vi được hay vậy hả? Còn cái lúc đó con cũng tình cờ thôi, là con cũng đang thấy mình có dấu hiệu rồi. Xong tự nhiên cái mon men lại, cái con ém liền, con ém liền. Vô cái là đúng thời cơ là dính hết ăn cọng gói luôn. Rồi bây giờ thôi, cái vụ đó thì vui mà đúng không? Không cần thay đổi, chỉ cần thay đổi là bớt bớt nóng tính lại, đúng không? Được không? Dạ. Quá dễ, đúng không? Rồi bây giờ tới con đấy con. Tới con thì tính xấu của vợ con thì như thế này. Có hai cái, một cái thứ nhất là về cái việc mà con nóng tính á, nhiều khi con cũng hay nói ra những cái từ ngữ nó làm tổn thương đến cái người đối phương á. Thì trong cái lúc đó thì vô tình vợ con cũng sẽ gọi là ngang ngược và dựng lên và nói ngược lại con. Thái độ khiến, đúng rồi, thái độ ngược lại với con khiến cho cái mọi chuyện trở nên nó căng thẳng lắm. Tức giống là như... súng mà đụng súng đó. Đúng, đúng rồi. Giống như bây giờ súng mà đụng bông gòn hay gì là nó khác đúng không con? Đó. Đó là khiến cho cái câu chuyện nó căng thẳng hơn là nó sẽ không có hồi kết. Thì lúc đó thường tụi con sẽ quyết định là không nói chuyện nhau nữa để cho nó giảm nhiệt xuống, sau đó rồi mới nói chuyện với nhau. Thì cái đó là cái tính xấu nhất là hay thái độ lắm. Đúng, nghĩa là không nhường mà không nhường, tức là không biết nhịn đó. Dạ, đúng không? Không biết nhịn đó mà giờ vợ con nó ngang chức con mà. Con phó nó cũng phó, rồi chừng nào con mà trưởng á, nó phó thì con được quyền. Đúng rồi. Thôi bây giờ hai đứa về bốc thăm đi, bầu đi con, đứa nào coi như là cương tháng bốc thăm lần. Đó. Đứa nào sao nữa nè. Dạ. Còn cái tật xấu thứ hai là cái lúc mà ngủ chú Thuận với lại cô Vân là thí dụ ngủ dậy thì con gọi dậy bình thường thôi, nhưng mà mỗi lần dậy là cũng lại khó chịu con nha. Wow. Ngược, đúng rồi, nhưng mà con cũng không hiểu sao luôn, con chị gọi dậy rất nhẹ nhàng, rất là bình thường, em dậy đi là khó chịu con liền, quạo liền, người giật vậy nè. Mà không phải một hai lần nha, mà gần như mọi lần nào ngủ mà con kêu dậy là cũng vậy, cho nên là con tránh luôn. Đúng rồi. Trời, vậy mai muốn có con sao thì đó. Rồi như vậy là chú đoán nha, chú mạnh dạn chú đoán luôn. Mai muốn có con, cái con là người đi gọi từ người một chút. Tại vì mình ở nhà, mình là người đàn ông mà thức sớm nhất. Thì đó, tại vì bạn này làm trong quân đội nó quen tác phong rồi. Trời ơi, như vậy là chắc chắn luôn, mai mốt con là cái người mà gõ cản đó. Đó, rồi kêu mình đứa nhỏ rồi kêu mẹ nó trời cực lắm. Rồi chú là sáng là phải làm đủ trò hết trơn á. Hò hét múa lửa lắc vòng, tụi nó vẫn không thích. Đủ trò vậy đó. Mai mốt chỉ cho bí quyết nha. Nói một vài câu thôi là bật dậy hết luôn. Nhắn tin chỉ cho cháu nó đi. Đó, từ từ. Còn mong chờ á. Còn gì đó nữa? là có hai cái tật xấu đó thôi, thật ra cũng không còn cái gì nữa nha. Con muốn thay đổi luôn đi con. Muốn thay đổi thì con cũng không muốn vợ con thay đổi nhiều, chỉ cần là vợ con cố gắng mình giữ sức khỏe để mà cho cái kế hoạch của em bé sau này á. Nhưng mà sức khỏe của con là nó có vấn đề gì? Cô thấy con rất là khỏe mạnh, đâu có cái vấn đề gì đâu. Con bị con đi khám thì bác sĩ bảo con bị thiếu máu nhiều á. Dạ, con bị thiếu máu nhiều quá nên là con phải bổ sung sắt hàng ngày luôn. Dạ. À, nhưng mà đó là con là khám một bác sĩ, tức là bác sĩ phụ khoa, bác sĩ và về sinh sản đó. Dạ. Nói với con điều đó hay là một bác sĩ khác? Đúng. Dạ, con đi khám bác sĩ sản xong rồi vừa gần đây nhất là con cũng có đi khám tổng quát thì bác cũng nói với con. Nhưng bác sĩ sản có nói với con vấn đề là con bị thiếu sắt không? Dạ có, nên thường là cũng cho con thuốc để uống. Tại vì thiếu sắt á là cái khi mà có bầu á. Dạ. Mà thiếu sắt á là nó dễ bị sảy là chính xác luôn. Dạ. Sắt kẽm những cái chất đó. Ăn thịt bò nhiều vô. Dạ. Bảo đảm là có sắt thôi. Nha. Dạ. Rồi chỉ là mong muốn là vậy thôi đúng không? Dạ. Nói chung là sau những cái biến cố và những cái khó khăn xảy ra thì tụi con cũng quyết định chọn nhau, vẫn là chọn nhau và chọn yêu thương giống như là hai mảnh ghép không thể thiếu vậy đó. Dạ. Tụi con cũng hy vọng luôn luôn là mọi thứ tốt đẹp dành cho đến nhau. Tay vợ nói con đó đi. Nói chung là hy vọng em sẽ luôn luôn khỏe mạnh để ở bên anh. Nói chung là sinh con cho anh tới cuối đời. Yeah. Chờ sinh con đến. Sinh con đến cuối đời là nhiều lắm á. Dạ. Sống 100 tuổi là 100 đứa đó. Ớn thiệt. Nói chung là đã chọn nhau rồi thì sóng gió hay là phong ba bão táp gì thì vẫn là chọn nhau đúng không? Dạ. Cái đó người ta gọi là gì đó Bin? Lựa chọn yêu thương. Chọn yêu thương để chọn có hạnh phúc. Để đúng có rồi. Hạnh phúc đó. Bây giờ chúng ta không chọn yêu thương thì chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Nhưng mà cô thấy vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con á, cái vụ nóng tính á, tại vì nếu mà vợ con á đã có một cái dớp ở trong cái việc mà về sức khỏe mà đối với thai kỳ á, thì nếu như mà khi vợ con có bầu á mà vợ con bị những cái cảm xúc á nó bị sốc về cái vấn đề mà nóng tính á. Dạ. Của con và của vợ con luôn.
Tức là khi vợ con đó như nãy là giống như tụi con bị va chạm á, hai cái súng mà đụng nhau á, hai cục sắt đụng nhau á, nó sẽ tạo ra sát thương á. Giờ phải một đứa làm bông gòn, một đứa làm cục sắt thì mới được. Đó, thì cô chỉ nghĩ là nếu như vợ con trong thời gian mà nếu vợ con có bầu á, hoặc là trước khi có bầu cũng vậy, thì là con cố gắng á, là con tạo một cái không khí xung quanh lúc nào cũng phải yên bình, ấm áp, và vợ con sẽ gọi là sống trong một cái bầu không khí mà nó không có sát thương á, thì vợ con mới có thể ổn định cái bào thai này được. Cô nói ví dụ mà chẳng hạn như giật mình cái, chẳng hạn như nhiều khi con nóng tính á, mà nó lớn cái, ví dụ như vợ con bị giật mình cái là em bé nó cũng sẽ giật mình. Đó, hoặc là hai đứa mà cãi nhau và vợ con phải sững cổ lên á, cãi nhau với con, là chắc chắn em bé nó cũng sẽ bị ảnh hưởng đó con. Thành ra thôi thì bây giờ tập từ bây giờ luôn đi, hai vợ chồng đều phải bớt đi cái điều đó. Chồng bớt nóng tính thì vợ nó cũng đâu có cương lại, nó cương với ai bây giờ, đúng không? Để mà chuẩn bị đón em bé, cô nghĩ là như vậy. Và sau đây chúng ta sẽ đến phần chúc tụng. Xin mời. Dạ, xin mời thầy. Xin mời ông chứ, xin mời ông. Tất cả những gì mà chị Vân vừa nói là hoàn toàn chính xác. Hãy để cho người phụ nữ sống trong một cái không gian hết sức là an toàn và vui vẻ, và chính chúng ta là người tạo ra cái không khí đó cho vợ mình, cho mẹ đó. Thật ra chú nhìn cái sắc diện của các con là những là hai cả hai vợ chồng là rất là có phúc, là có phúc thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều lộc, mà lộc ở đây là lộc trời cho đó. Thành ra cái đó, tức những gì mà đã qua đừng nghĩ tới nữa, tất cả mọi thứ là thử thách đó nha. Rồi thôi bây giờ chúc hai vợ chồng nha. Sau chương trình này về anh này sẽ chững chạc hơn, không còn nóng tính nữa ha, nhẹ nhàng với vợ, và thậm chí là chú mong là hai đứa sẽ dành thật nhiều thời gian để đi ăn uống nè, hoặc là đi chơi ở đâu đó đó. Nhiều khi mình thay đổi địa lý đi chị, thay đổi địa lý vị trí đi, đừng có ở một cái giường quen thuộc nữa, thay đổi vị trí địa lý không gian đó. Thì chú chúc cho các con qua năm sau bác sĩ sẽ báo tin vui. Cuối năm sau giống như cặp vợ chồng đầu tiên, hai vợ chồng sẽ chào đón một con mèo vàng thật là đáng yêu. Trai gái gì cũng được hết. Khỏe mạnh, đủ đầy, xinh trai, xinh gái, giỏi giang giống như cha mẹ nghe. Đến với gia đình của các con. Cảm ơn chú Thuận, con nhớ cô Bình. Rồi. Lúc nào mà nhớ chuẩn bị cãi nhau một cái nhớ nha. Ở trong tủ lạnh lúc nào cũng để sữa lớp nha. Nhớ ra một cái thấy cái lớp một cái là nhớ chứ đâu có. Nhớ cái thông điệp là lựa chọn yêu thương để mang lại hạnh phúc đó, nhớ nha. Hạnh phúc là lựa chọn nha các con. Dạ.